Bạn lúc này chỉ tìm thấy lúc ưu vệ rạc đã chỉ trông cháu Pháp Vịt Chú Aziz Rây bần thay mê rì trây đi thà ở vây để lúc bà rõm chiên kê nếp bê nếp nếp nếp. Cứ mình mên dịp bánh hà rương kết đây kết đăng phát tòa khu rô bọc lúc tế. Tại lúc bà rõm ẩm bì ca đại miên ca bóng vai ca chạp bà rõm bì bánh hà bà tế chết tới chỉ rương phát tòa khu rô tờ vinh. Bạn chỉ bần tòa tự tiết nếp trong bạt phí dìm tẹt tôn lúc ưu vệ rạc bà dương miền bánh hà bà chạy kỳ tế xong tôi dương nằm chi dìm tẹ tôn lục ưu vệ rạ mật đoàn tiết bà lục ưu vệ rạ bát bà lục ưu vệ rạ lục ưu vệ rạ khá ra ưu tè bì rương để tha lục xong ở miền ca bạc đề xe bịa bật đăng rồi bà cả nạ bạc bà chí chôn Campuchia ní lục có miền ca sau xa đài đài tha bà chạy bọn ní nẹ đài hào tù rạ sạp mờ lục bà tam tử lục bạp khi ông môn ca bà xa em tích ní tha nẹ đài hào tù rạ sạp mờ lục nâng cư chạp bà đa âm ta ní dây bì rương bà tòa khuôn lục tử vinh lên trong bàn tè sản nạ trong bàn dù khai từ chi phần đầu miền từ vinh mình men lục chỉ nhẹ đại phần đầu phần đầu miền thì hai đây bạn chỉ lục miền từ xa bạn đi bà chăm sau cái đây được ta nực nông vật tê là nực tê na để dương miền chìm luôn nhiều bãi sầm cung một đầu từ lư chìm luôn nhiều bãi rồi mới chìm luôn đôi trong cả này bọc nhóm cứ chìm luôn rồi viên đặt phạm thành mai nâng rút chấm hay kiểm soát đáy đời xa dân tập ban được chi kia thì bao nhiêu để được tiếp rồi tập phong được chôm hay bản thân thì dân mưa mình tên trong miền bắc đông môi tê na kê tê máu chua về đường bao nhiêu chẳng lại nếu cứ trong miền bắc đông môi ở nơi đâu tiếp rồi để phục quát chuyên cao mình ban dưa thì bao nhiêu chẳng lại nếu hay có phục quát tập phong tập được chôm bản thân mình biên ca vô chưa tận đạt mình biên ca kia diêm rô của nó trai mình nghiên ca để chơi to và kia đầm bay nghiên cầm nết khóc khóc kia đầm bay viết trăm rô cầm nết đó chiên kê đầm bay đó phải phản hạt từ một cuộc qua hay chiến tranh là không có lại tạm ngôi đầm kiếp rồi mai dương tăng được tu trang bậc tê của phong bị chôn nó kiếp đang cuộc phong đáy rương môi rương sau đây là rương gần đất đó kiếp rồi nó cứ chỉ rương môi đây của phong chăm cứ nên đọc trong chân và đáy lại để sang chẳng hay được trong kia diêm tu bay nhưng mà cái đó em đây là tin cần chân nạp rong thì kiếp rồi thì nên là vô bay không có đau từ cái này nó với cái này nó bọc trong cái cái này được tôi bây giờ mình là cái nạn chỉ là để chỉ là cái nạn chỉ tầm tay là cái nạn sợi chìm trên một tay mình sẽ làm khăn bay nên cái đó cho mình tay chìm nơi từ vô tha ta vô chỉ tầm đại từ lời phanh hà tiệp rót từ lời dùng chân cứ chỉ ta tiêm tia đó tầm khăn môi thì là nhiều bài bọc chứ hay là nhiều bài nên từ vô cua cho luôn là bây giờ rô từ khi kia rô mà lại phanh hà từ lại nên hay trong tiền hay tiền chết tha rương tầng lai rồi bọc tiền rõ cua thì tiền bọc tầm khăn tiền rồi tiền bọc bạn có phân tay tôi chỉ rằng là cái đó cho bạn nhà các nội dung bài nơi bờ tây Campuchia nơi biển này cứ tha ở vây cái đó việc tôi chỉ riêng toa luôn tại hai khang cái nạn bạn và trang có tôi chỉ riêng toa luôn nẹt vị phi nội dung bài có tôi chỉ riêng toa luôn chuyên ca thì tiên là hốt đó chỉ nẹt cả sai đứng lên tôi chỉ nẹt rica po đặc biệt về tôi chỉ riêng toa luôn rồi bỏ nẹt cả sai từ tiên luôn cái thà ta đi cứ chỉ ca bồng vai ca chạm ở rom pi pa nhà ha thun pa nhà chiết nâng pa nhà toa luôn từ vinh tế rồi mui có việc chỉ riêng ca đời trái đòn bà khi mình đang tập tao là miền ta là miền dân tộc ta là người ta chỉ lắp tập tao cứ sự tập thiết thông cam bằng vai tư mệnh cứ bên cam bằng vai tư thì bành hà chiết mau bành hà hương rau chẳng lai hương rau nhiều bài chẳng lai thì dân bản ta tam đa nơi bài chỉ bón hay nông dân 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 tập nơi bài chỉ bón trong bay miền dân tộc ta không miền dân tộc ta hiện tại là tập tao cứ chỉ được sau tai là tập chiết bao nhiêu mà lời đi kiểm xong xuôi riêng luôn ưu vệ tam ở mặt tiếp tiếp tòa pin nâng chấm nâng xuôi đường chiết vinh đang vây cùng oi cùng vai tới tam ở vây đại bờ sân chỉ miên chưa tới xa nâng cùng vai men lúc ba miên tới xa thay nơi nơi tới la ca tha chấm sông an ở vây đại lúc ba này dễ có lúc tha lúc bạn để xét đời xa bận đằng rai rạp chào tập can lúc tha bán bẩm please nghe hai ai chun rồi bỏ lúc cầm sốt kha lúc thiên cận đại bạn sùng cù chiết nâng cứ lúc mình bán để dễ tê mình chẳng hơi ca bận nâng ở vây đại chia tới la ca rư môi có khang cận đại chỉ chuẩn Campuchia dọc với chỉ mua lợn than con cá đằng luộc nấy cứ chỉ cá bắt sầm phe muối để luộc bàn với chỉ mua vịt chiu Aziz ở lời nấy khiêm sôm chơi từng luộc hay từng luộc nẹt tè sơn từng ó sập sầm lây rồi bỏ luộc để bàn sầm phe chỉ mua vịt chiu Aziz Ray sập đây nó mình chỉ chấp ba phần tới bị tua dương thọ tam tu sập tận giang na cả đầu châu bị dương tiền sập có ai sập bàn cả đại bà chẳng sôm phe mình tít đam bay sập bớt xa rồi bỏ luộc để luộc bàn sầm phe kêu dọc từ phơi đại kêu dọc từ phơi chỉ mua lợn than con cá đặc biệt đằng nấy bà.
ប្រយុទ្ធតោកលក្ខណៈគឺព្យាយាមដាក់ពីទៅលោកកំថាជាសិទ្ធិនៃសារយុទ្ធហើយព្យាយាមលើពីការចាប់បកម្មគឺព្យាយាមទៅមុខពីទៅទៀតបាទសំឡេងនឹងមិនសើចច្បាស់ទេលោកមានបាទបើតាមដែលយើងស្ដាប់បាននឹងគឺថាលោកថាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺថាប្រើវិធីគៀបសង្កត់ទៅលោកកឹមសុខាទាំងថវិការបស់គាត់ផងមិនអញ្ចឹងលោកមានប្រសាសន៍ថ្ងៃនឹងឬមួយក៏លោកបាទប៉ុន្តែកន្លែងនឹងគឺអត់មានកន្លែងណាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីរឿងស្នេហាឯកជនរបស់លោកកឹមសុខានឹងកញ្ញាស្រីកញ្ញាស្រីមុំទេកញ្ញាឃុំចន្ទរាទីទេហើយបើសិនយើងមើលពីដើមបណ្ដឹងគឺតាក់ទងរឿងស្នេហាឯកជននេះគឺស្ទុយពីការពិតទាំងស្រុងហើយវាខុសពីវិធានបទដែលយើងបាននិយាយគ្នាតាក់ទងរឿងសំសានរបស់សភានឹងផងពួកអីបើសិនយើងមើលដូចជាហោះខ្ញុំនិយាយពីរឿងថាតើមន្ត្រីសារព័ត៌មានជនក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំនឹងមានយល់ដឹងយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំថាក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាមន្ត្រីដែលប្រឹងប្រែងក្នុងការជំរុញឲ្យមានការកំណែតម្រង់ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំដែលប្រឹងប្រែងមានការប្រឹងប្រែងក្នុងការដាក់ព្រៃសំស្ទានចូលជាតំបន់ព្រៃការពារខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់ប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែអត់មានអ្នកលើកទឹកចិត្តអត់មានអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ហើយអត់មានអ្នកប្រជារដ្ឋបណ្ដឹងឮទៅទៀតដែលថាម្នាក់ៗរវល់តែពីរឿងបញ្ហាចំនួននយោបាយហើយតែស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមើលទៅជាការវិភាគគឺពួកគាត់ប្រហែលជាមិនសប្បាយចិត្តទេអាហ្នឹងគឺជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំចំគិតថាមានមន្ត្រីជាច្រើនដែលខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញមានការកម្លាំងជំរុញក៏ប្រហែលជាមិនសប្បាយចិត្តដែរអាហ្នឹងគឺជាទូទៅការវិភាគនយោបាយវាចេញមកពីទ្រឹស្ដីនយោបាយជាទ្រឹស្ដីសង្គមវិទ្យាសិស្សសិស្សជំនុំវិជាពឹងផ្អែកទៅលើការផ្ដល់មតិនយោបាយនិងជាផ្ដល់ជាការវិភាគនយោបាយនេះជាវិភាគជាមតិដូចថាអញ្ចឹងហើយគឺនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងគឺមិនមានការសម្រាយមតិមួយណាអាចទៅជាបទបរិហារគេព្រមព្រំទេអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងស្តង់ដារអន្តរជាតិគឺគេធានា 100% ចំណងហើយដូចថាអញ្ចឹងហើយបើមិនយើងមើលពីឯកសារដែលបានដាក់ចូលទៅតុលាការគឺគ្មានអីដែលជាផ្សាងកលកោះហើយវាគួរពីការពិតឬមួយក៏គ្មានអីដែលជាអំណាចអំណាងហើយនៅក្នុងបទបរិហារគេនេះគឺមានចិត្តសំផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំគ្មានឃើញផ្សាងកលកោះនៅក្នុងករណីរបស់ខ្ញុំហើយដូចថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្នើសូមឲ្យតុលាការក៏លោកចាត់វិធានការឬមួយដំណាក់ចោលក្នុងករណីហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំមូលហេតុមួយទៀតដែលយើងគួរទម្លាក់ហើយយើងអាចរឿងវិធានបាត់មួយទៀតគឺយើងគួរតែឈប់ពីបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីយើងឈានមករោជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាជាតិហើយបញ្ហាជាតិនេះគឺខ្ញុំនៅតែប្រកាន់គោលជំហរថាខ្ញុំព្យាយាមសហការនឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនឹងពិភពគណៈបញ្ញោបាយទាំងអស់ហើយនឹងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីយើងអាចពិភាក្សាដើម្បីរកដំណោះស្រាយឬមួយក៏យើងហៅថាមានទឹកចិត្តក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានចំណិតយើងខុសគ្នាឬមួយក៏ត្រូវគ្នាអាហ្នឹងគឺយើងនៅតែប្រកាន់ថាយើងគួរតែនៅទៅជួបគ្នាទៅជួយគ្នាដដែលបាទបាទឥឡូវដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមចឹងខ្ញុំនឹងលែងសួរបញ្ហារបស់លោកអ៊ូវិរៈឥឡូវខ្ញុំសូមសួរពីបញ្ហាជាតិវិញម្ដងតើអ្វីបញ្ហាជាតិសំខាន់ធំធំ3ដែលយើងគួរយកមកទៅជែកគ្នាគួរយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងពេលនេះជាជាងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងរ៉ាវស្នេហារឿងខ្សែអាត់លឿងរូបអ៊ូវិរៈអីនេះខ្ញុំសូមតែ3ឯងពីព្រោះពេលវេលាខ្លីអ្វី3ដែលយុវជនយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកនយោបាយយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលនេះបាទវិធានបទទី1គឺទាក់ទងរាជភាពរាំងស្ងួតគឺជាវិធានបទបន្ទាន់ដែលចាំបាច់ជាជាការយកចិត្តដាក់ពីគ្រប់អ្នកនយោបាយទាំងអស់វិធានបទសំខាន់ជាងនេះប៉ុន្តែមានរយៈពេលយូរគឺទាក់ទងកំណែទម្រង់នៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហើយនេះគឺជាកលលៃងងឹតមួយសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាហើយក៏ជាវិធានបទមួយដែលគួរទាមទារការយកចិត្តដាក់ពួកអីខ្ញុំយល់ថាមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រទេសូម្បីតែអ្នករស់ទីសូម្បីតែសង្គមស៊ីវិលសូម្បីតែអ្នកនយោបាយក៏នៅមានការព្រួយបារម្ភទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងហើយមិនមានទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំថាជាវិធានបទដ៏សំខាន់ជាងគេទាំងអស់ហើយទាមទារពេលវេលាយូរអង្វែងវិធានបទទី3ចំពោះខ្ញុំគឺចាក់ទងរឿងគោលនយោបាយទេពពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីរៀបចំការងារជូនដល់យុវជនយុវការងារយុវជនគឺជាវិធានបទសំខាន់ជាងគេហើយខ្ញុំសំពឹងថានឹងស្វែងទៅជាវិធានបទក្នុងការប្រកួតប្រជែងឃោសនានយោបាយនៅឆ្នាំ2018ផងដែរបាទសូមអរគុណលោកវីឧបរៈតត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ